ơi, hôm nay sẽ làm video riêng từ con một nhá. Lúc này em cũng tích thần kinh rồi, cho mọi người nói về mọi người cái về cái mảng màu của đàn này rồi. Đàn này đang rất là nhiều đàn đẹp, và cái thứ hai là giá cả phải chăng, chuẩn bị cho các em về quê ăn Tết, nên là bọn em sẽ để cho các anh chị lì xì nhá. Giá cả phải chăng, mà toàn là chó đẹp. Đàn này đàn vun cơ. Thì bây giờ bé sẽ bắt riêng từ con một cho mọi người nhá. Đâu, cứ bắt từng con một nhá. Nhớ nhá, bắt con nọ con kia ra thì nhớ. Đây, thí sinh một. Một bạn đỏ đen đây. Nên đàn vun cơ thì mẹ đỏ nên là nó ra cái vẫn ra thêm cả màu đỏ đen nhá. Có một chút điểm trắng gồm đen xì luôn, ngực to lắm mọi người. Chưa? Rồi. Ok. Bạn cái nhá, bạn cái này yếm đen xì luôn, ngực to, dài chó. Quay gần vào chị ạ. Những con này mà sau này nó đẻ thì đẻ rất là nhiều. Đấy, nó dài chưa? Ngực nó rất là to luôn, màu như kẻ vẽ luôn, đậm lắm. Rồi. Đây, thí sinh thứ ba. Bạn này bạn đực, đực nhá. Đực thế. Mọi người nhá. Một tay lên rồi này. Gầm. Có một tí yếm trắng, gầm đen. Rồi rồi, ok. Sư to. Nhỏ nha, nhỏ nhạy. Tiếp theo một bạn cái đu đông. Con này đậm chưa? Siêu đen, siêu đậm luôn. Đẹp chưa? Rồi, ok. Con đấy Nhi vừa ôm xong. Con đấy chắc chắn là Nhi vừa mới quay xong. Đấy, con nếm trắng đấy. Đúng rồi. Con nếm trắng này quay chưa? Chưa, con nếm trắng được đấy. Con đấy như Nhi đúng vừa quay rồi đấy. Đây mà bạn được kiếm trắng nhá. Bạn này được bắt hai lần rồi. Thôi nhìn Linh cho vào đi. Đây một bạn cả được kiếm trắng. Bạn được kiếm trắng nhá. Gầm đen ngực to chưa? Kiếm rất là to. Rồi cho bạn. Đây một bạn được đỏ đen. Đu rong đấy. Xoay lông ra đu rong. Thế à? Con của bun cơ mà. Rồi ok. Đây là thiên về đen nhiều. Đây chân lưng lông đây này. Ừ con này đậm đấy, chị nhầm với con lúc nãy đấy. Tiếp theo là bạn khiếp, con đực đen thì to thế. Không thở được các bạn ý. Bạn này là bạn đực đen tuyền nhá. Đen tuyền Mexico. Đầu thủ kia, cái quả mặt kia, sợ chưa, sụ sụ luôn đấy, đầu to. Ăn hăng lắm, nghịch cũng hăng nữa. Ăn khỏe, chơi khỏe. Rồi, đây tiếp theo một bạn đực. Khiếp, đen như kẻ như vẽ chưa mọi người. Đen xì đấy. Xem đầu đây. Đầu đen chưa? Ơ, đầu bạn này hình như có cái ấy sao đúng không? Như cái mặt nạ ấy, đẹp thế, nghịch đây, chứ. Tai kia luôn này. Con này lên tai là tai kia đấy, khét luôn. Này có nghịch luôn, đi cái khét lại. Này, mặt như này, cái mặt nạ luôn. Thôi. Mọi người nhìn này, chất lông này. Nghịch lông à. Lông sát. Hầm hố cho nhỏ, nhìn mặt như mặt nạ tay. Nghịch quá. Bụi quá. Thôi cho vào đi, bụi quá rồi. Quậy lên một tí mà bụi lên rồi. Nha mọi người, cứ thích bạn nào thì cứ liên hệ cho bên em nhé. Lát nữa bọn em sẽ làm video quay ngắn từng bạn một đấy, xong rồi bọn em gửi qua Zalo cho các anh nhé. Chào mọi người. Chào mọi người.